Bài kinh số 72, kinh Agivachaguta. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Savatthi Jetavana, tại tịnh xá ông Anathabindika, rồi du dĩ ngoại đạo Vachaguta đi đến chỗ Thế Tôn. Sau khi đến, nói lên những lời chào đón hỏi thăm với Thế Tôn. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, rồi ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, du sĩ ngoại đạo Vachaguta bạch Thế Tôn: Tôn giả Gotama, phải chăng tôn giả Gotama có tri kiến như sao? Thế giới là thường trú, chỉ như vậy là chân, ngoài ra là hư vọng. Này Vacha, ta không có tri kiến như sao? Thế giới là thường trú, chỉ như vậy là chân, ngoài ra là hư vọng. Tôn giả Gotama, phải chăng tôn giả Gotama có tri kiến như sao? Thế giới là vô thường, chỉ như vậy là chân, ngoài ra là hư vọng. Này Vacha, ta không có tri kiến như sao? Thế giới là vô thường, chỉ như vậy là chân, ngoài ra là hư vọng. Tôn giả Gotama, phải chăng tôn giả Gotama có tri kiến như sao? Thế giới là hữu biên, chỉ như vậy là chân, ngoài ra là hư vọng. Này Vacha, ta không có tri kiến như sao? Thế giới là hữu biên, chỉ như vậy là chân, ngoài ra là hư vọng. Tôn giả Gotama, phải chăng tôn giả Gotama có tri kiến như sao? Thế giới là vô biên, chỉ như vậy là chân, ngoài ra là hư vọng. Này Vacha, ta không có tri kiến như sao? Thế giới là vô biên, chỉ như vậy là chân, ngoài ra là hư vọng. Tôn giả Gotama, phải chăng tôn giả Gotama có tri kiến như sao? Sinh mạng và thân thể là một, chỉ như vậy là chân, ngoài ra là hư vọng. Này Vacha, ta không có tri kiến như vậy. Sinh mạng và thân thể là một, chỉ như vậy là chân, ngoài ra là hư vọng. Tôn giả Gotama, phải chăng tôn giả Gotama có tri kiến như sao? Sinh mạng và thân thể là khác, chỉ như vậy là chân, ngoài ra là hư vọng. Này Vacha, ta không có tri kiến như sao? Sinh mạng và thân thể là khác, chỉ như vậy là chân, ngoài ra là hư vọng. Tôn giả Gotama, phải chăng tôn giả Gotama có tri kiến như sao? Như Lai có tồn tại sau khi chết, chỉ như vậy là chân, ngoài ra là hư vọng. Này Vacha, ta không có tri kiến như sao? Như Lai có tồn tại sau khi chết, chỉ như vậy là chân, ngoài ra là hư vọng. Tôn giả Gotama, phải chăng tôn giả Gotama có tri kiến như sao? Như Lai không có tồn tại sau khi chết, chỉ như vậy là chân, ngoài ra là hư vọng. Này Vacha, ta không có tri kiến như sao? Như Lai không có tồn tại sau khi chết, chỉ như vậy là chân, ngoài ra là hư vọng. Tôn giả Gotama, phải chăng tôn giả Gotama có tri kiến như sao? Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi chết, chỉ như vậy là chân, ngoài ra là hư vọng. Này Vacha, ta không có tri kiến như sao? Như Lai có tồn tại và không có tồn tại sau khi chết, chỉ như vậy là chân, ngoài ra là hư vọng. Tôn giả Gotama, phải chăng tôn giả Gotama có tri kiến như sao? Như Lai không có tồn tại và không không tồn tại sau khi chết, chỉ như vậy là chân, ngoài ra là hư vọng. Này Vacha, ta không có tri kiến gì sao? Như Lai không có tồn tại và không không tồn tại sau khi chết, chỉ như vậy là chân, ngoài ra là hư vọng. Sao vậy thưa tôn giả Gotama? Khi được hỏi, phải chăng tôn giả Gotama có tri kiến như sao? Thế giới là thường trú, chỉ như vậy là chân, ngoài ra là hư vọng. Tôn giả Gotama đã trả lời: Này Vacha, ta không có tri kiến như sao? Thế giới là thường trú,
chỉ như vậy là chân, ngoài ra là hư vọng. Sao vậy thưa tôn giả Gotama? Khi được hỏi, phải chăng tôn giả Gotama có tri kiến như sau: thế giới là vô thường, chỉ như vậy là chân, ngoài ra là hư vọng. Tôn giả Gotama đã trả lời: này Vacha, ta không có tri kiến như sau: thế giới là vô thường, chỉ như vậy là chân, ngoài ra là hư vọng. Sao vậy thưa tôn giả Gotama? Khi được hỏi, phải chăng tôn giả Gotama có tri kiến như sau: thế giới là hữu biên, chỉ như vậy là chân, ngoài ra là hư vọng. Tôn giả Gotama đã trả lời: này Vacha, ta không có tri kiến như sau: thế giới là hữu biên, chỉ như vậy là chân, ngoài ra là hư vọng. Sao vậy thưa tôn giả Gotama? Khi được hỏi, phải chăng tôn giả Gotama có tri kiến như sau: thế giới là vô biên, chỉ như vậy là chân, ngoài ra là hư vọng. Tôn giả Gotama đã trả lời: này Vacha, ta không có tri kiến như sau: thế giới là vô biên, chỉ như vậy là chân, ngoài ra là hư vọng. Như trên. Sao vậy thưa tôn giả Gotama? Khi được hỏi, phải chăng tôn giả Gotama có tri kiến như sau: Như Lai không có tồn tại và không không tồn tại sau khi chết, chỉ như vậy là chân, ngoài ra là hư vọng. Tôn giả Gotama đã trả lời: này Vacha, ta không có tri kiến như sau: Như Lai không có tồn tại và không không tồn tại sau khi chết, chỉ như vậy là chân, ngoài ra là hư vọng. Tôn giả Gotama thấy có sự nguy hại gì mà ngài không chấp nhận hoàn toàn những tri kiến này như vậy? Này Vacha, nghĩ rằng thế giới là thường trú, như vậy là tà kiến, kiến trù lâm, kiến quan du, kiến hí luận, kiến tranh chấp, kiến kiết phược, đi đôi với khổ, với tàn hại, với não hại, với nhiệt não, không hướng đến yểm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Này Vacha, nghĩ rằng thế giới là vô thường, như trên, thế giới là hữu biên, thế giới là vô biên, sinh mạng và thân thể là một, sinh mạng và thân thể là khác. Như Lai có tồn tại sau khi chết, Như Lai không có tồn tại sau khi chết, Như Lai có tồn tại và không có tồn tại sau khi chết. Này Vacha, nghĩ rằng Như Lai không có tồn tại và không không tồn tại sau khi chết, như vậy là tà kiến, kiến trù lâm, kiến quan du, kiến hí luận, kiến tranh chấp, kiến kiết phược, đi đôi với khổ, với tàn hại, với não hại, với nhiệt não, không hướng đến yểm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Này Vacha, ta thấy có sự nguy hại này mà ta không chấp nhận hoàn toàn những tri kiến như vậy. Nhưng tôn giả Gotama, có tà kiến nào không? Này Vacha, tà kiến đã được Như Lai đoạn trừ. Nhưng này Vacha, đây là điều Như Lai đã thấy. Đây là sắc, đây là sắc tập, đây là sắc diệt, đây là thọ, đây là thọ tập, đây là thọ diệt, đây là tưởng, đây là tưởng tập, đây là tưởng diệt, đây là tưởng hành, đây là hành tập, đây là hành diệt, đây là thức, đây là thức tập, đây là thức diệt. Do vậy ta nói rằng với sự đoạn trừ ly tham, đoạn diệt, xả bỏ, dứt bỏ tất cả ảo tưởng, tất cả hôn mê của tất cả ngã kiến, ngã sở kiến, mạng tùy miên, mà Như Lai được giải thoát, không còn chấp thủ. Thưa tôn giả Gotama, một tỷ kheo được tâm giải thoát như vậy sanh khởi chỗ nào? Sanh khởi: này Vacha, không có áp dục. Như vậy tôn giả Gotama, vị ấy không sanh khởi? Không sanh khởi. Này Vacha, không có áp dụng. Như vậy tôn giả Gotama, vị ấy sanh khởi và không sanh khởi? Sanh khởi và không sanh khởi. Này Vacha, không có áp dụng.
Như vậy tôn giả Gotama, vị ấy không sanh khởi và không không sanh khởi, không sanh khởi và không không sanh khởi, này Vacha, không có áp dụng. Khi được hỏi tôn giả Gotama, vị tỷ kheo được tâm giải thoát như vậy sanh khởi tại chỗ nào? Tôn giả đáp: sanh khởi, này Vacha, không có áp dụng. Khi được hỏi như vậy tôn giả Gotama, vị ấy không sanh khởi? Tôn giả đáp: không sanh khởi. Này Vacha, không có áp dụng. Khi được hỏi như vậy tôn giả Gotama, vị ấy sanh khởi và không sanh khởi? Tôn giả đáp: sanh khởi và không sanh khởi. Này Vacha, không có áp dụng. Khi được hỏi như vậy tôn giả Gotama, vị ấy không sanh khởi và không không sanh khởi? Tôn giả đáp: không sanh khởi và không không sanh khởi. Này Vacha, không có áp dụng. Thưa tôn giả Gotama, tôi trở thành vô tri về điểm này, tôi trở thành mê mờ về điểm này, và một số tin tưởng tôi đã có đối với tôn giả Gotama do các cuộc đàm thoại lúc trước đem lại nay đã biến mất nơi tôi. Này Vacha, thôi vừa rồi, vô tri của ông, thôi vừa rồi, mê mờ của ông. Này Vacha, sâu kính là pháp này, khó thấy, khó giác ngộ, an tịnh, thù thắng, không thể luận bàn. Tế nhị, chỉ bậc trí mới hiểu, thật rất khó cho ông có thể hiểu được. Khi ông thuộc lào tri kiến, kham nhẫn khác, lý tưởng khác, hành trì khác, đạo sư khác. Và này Vacha, nay ta trở lại hỏi ông, hãy trả lời nếu ông kham nhẫn. Này Vacha, ông nghĩ thế nào? Nếu một ngọn lửa cháy đỏ trước mặt ông có biết ngọn lửa này cháy đỏ trước mặt tôi? Tôn giả Gotama, nếu một ngọn lửa cháy đỏ trước mặt tôi có biết ngọn lửa này cháy đỏ trước mặt tôi. Nhưng nếu, này Vacha, có người hỏi ông như sau: ngọn lửa này cháy đỏ trước mặt ông, ngọn lửa này có duyên gì mà cháy đỏ? Nếu được hỏi vậy, này Vacha, ông trả lời như thế nào? Thưa tôn giả Gotama, nếu có người hỏi tôi như sau: ngọn lửa này cháy đỏ trước mặt ông, ngọn lửa này do duyên cớ gì mà cháy đỏ? Nếu được hỏi vậy, thưa tôn giả Gotama, tôi sẽ trả lời như sau: ngọn lửa này cháy đỏ trước mặt tôi, ngọn lửa này cháy đỏ do duyên nhiên liệu cỏ và củi. Này Vacha, nếu ngọn lửa ấy bị tắt trước mặt ông có biết ngọn lửa này đã tắt trước mặt tôi? Tôn giả Gotama, nếu ngọn lửa ấy được tắt trước mặt tôi sẽ biết ngọn lửa này đã tắt trước mặt tôi. Này Vacha, nếu có người hỏi ông như sao: ngọn lửa này đã tắt trước mặt ông, ngọn lửa ấy từ đây đã đi về phương hướng nào? Phương Đông, phương Tây, phương Bắc hay phương Nam? Được hỏi vậy, này Vacha, ông trả lời thế nào? Không có thể áp dụng ở đây, tôn giả Gotama, vì rằng, này tôn giả Gotama, ngọn lửa ấy đã cháy vì duyên nhiên liệu cỏ và củi. Khi cỏ và củi ấy hết, và vì không có nhiên liệu khác, nên được xem là không có nhiên liệu đã bị tắt. Cũng vậy, này Vacha, do sắc pháp này, về đó mà một người nhận biết, Như Lai có thể nhận biết được sắc pháp ấy đã được Như Lai đoạn diệt các tầng gốc rễ, làm cho như thân cây ta la không được tái sanh, không thể sanh khởi trong tương lai. Giải thoát cái gọi là sắc, này Vacha, là Như Lai thâm sâu vô lượng, khó dò đến đáy như đại dương. Khởi lên không có áp dụng, không khởi lên không có áp dụng, khởi lên và không khởi lên không có áp dụng, không khởi lên và không không khởi lên không có áp dụng. Do thọ này, nhờ đó mà một người nhận biết Như Lai có thể nhận biết được. Thọ ấy đã được Như Lai đoạn diệt cắt đứt tận gốc rễ, làm cho như thân cây ta la không được tái sanh, không thể sanh khởi trong tương lai. Giải thoát được cái gọi là thọ, này Vacha, là Như Lai thâm sâu vô lượng, khó dò đến đáy đại dương.
khởi lên không có áp dụng. Không khởi lên không có áp dụng. Khởi lên và không khởi lên không có áp dụng. Không khởi lên và không không khởi lên là không có áp dụng. Do tưởng này, nhờ đó mà một người nhận biết Như Lai có thể nhận biết được. Tưởng ấy đã được Như Lai đoạn diệt, cắt đứt tận gốc, làm cho như thân cây ta la không được tái sanh, không thể sanh khởi trong tương lai, giải thoát cái gọi là tưởng. Này Vacha, là Như Lai thâm sâu vô lượng như trên, không khởi lên và không không khởi lên không có áp dụng. Do những hành động này, nhờ đó mà một người nhận biết, Như Lai có thể nhận biết được. Các hành ấy đã được Như Lai đoạn diệt, cắt đứt tận gốc rễ, làm cho như thân cây ta la không được tái sanh, không thể sanh khởi trong tương lai, giải thoát những cái gọi là hành. Này Vacha, là Như Lai thâm sâu vô lượng như trên, không khởi lên và không không khởi lên không có áp dụng. Do thức này, nhờ đó mà một người bạn nhận thức Như Lai có thể nhận thức được. Cái thức ấy đã được Như Lai đoạn diệt, cắt đứt tận gốc rễ, làm cho như thân cây ta la không được tái sanh, không thể sanh khởi trong tương lai, giải thoát cái gọi là thức. Này Vacha, là Như Lai thâm sâu vô lượng, khó dò đến đáy như đại dương. Khởi lên không có áp dụng, không khởi lên không có áp dụng. Khởi lên và không khởi lên không có áp dụng. Không khởi lên và không không khởi lên không có áp dụng. Khi được nói vậy, du sĩ ngoại đạo Vasagota bạch Thế Tôn: Thưa tôn giả Gotama, như một cây ta la lớn, không xa làng hay thị trấn, vì vô thường nên cành lá rơi rụng, vỏ và đọt non rơi rụng, giác cây rơi rụng, và sau một thời gian, với cành lá rơi rụng, với vỏ và đọt non rơi rụng, với giác cây rơi rụng, cây ấy thuần tịnh chỉ còn lại lõi cây. Cũng vậy, lời nói này của tôn giả Gotama, với cành lá rơi rụng, với vỏ và đọt non rơi rụng, các giác cây rơi rụng, lời nói ấy thuần tịnh chỉ còn lại lõi cây. Thật vi diệu thay tôn giả Gotama, thật vi diệu thay tôn giả Gotama. Như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho người bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để cho những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp đã được tôn giả Gotama dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích. Con xin quy y tôn giả Gotama, quy y pháp và quy y tăng. Mong tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử. Từ nay trở đi cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. Kinh Agivacha Gotā thứ 72.